Việc gia nhập NATO có thể giúp Phần Lan chấm dứt các lo lắng an ninh của nước này, nhưng cũng đồng thời có một số điều chưa được, bao gồm rủi ro lớn leo thang căng thẳng ở châu Âu. Quốc gia này từ lâu đã duy trì vị thế có phần trung lập, là chọn gia nhập Liên minh châu Âu để hưởng lợi về kinh tế và đứng ngoài các khối liên minh quân sự. Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times đăng ngày 20 tháng 3, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết Phần Lan sẽ tìm cách thay đổi vị thế hiện tại nhằm củng cố an ninh trong bối cảnh mới. Có hai cách để làm điều này là gia nhập NATO hoặc tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và nước láng giềng Thụy Điển, một quốc gia không thuộc NATO. Dư luận đang nghiêng về phương án đầu tiên, tức gia nhập NATO. Một cuộc thăm dò của đài truyền hình Y Lệ vào tuần trước cho thấy 62% ủng hộ và chỉ 16% phản đối Phần Lan trở thành thành viên NATO. Tờ Financial Times lý giải, việc Nga đưa quân vào Ukraine đã khiến người dân Phần Lan thay đổi quan điểm đã có suốt hàng chục năm qua. Tuy nhiên, theo Tổng thống Niinisto, việc gia nhập NATO vào thời điểm hiện tại có nhiều rủi ro lớn, đặt trong bối cảnh căng thẳng ở châu Âu vì cuộc xung đột ở Ukraine. Quan điểm từ trước đến nay của Phần Lan là giữ cho lực lượng phòng thủ mạnh nhất có thể. Quốc gia 5,5 triệu dân này có thể huy động khoảng 280.000 lính khi cần thiết và sẽ tiếp tục củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ.